là sống, tức là chánh pháp tượng pháp cũng có lúc hưng suy. Nguyên nhân của sự hưng suy là gì? Quyết định chẳng phải ở Phật pháp. Nguyên nhân của sự hưng suy là ở tại người mà chẳng phải tại pháp. Pháp vẫn rất dài, còn vẫn có con người không dài. Nếu như anh biết được những đạo lý xem tướng coi bói, trong mạng tướng nói một con người cứ 5 năm chuyển vận một lần. Mỗi một con người trong một đời có 5 năm vận tốt nhất, cũng có 5 năm suy nhất. Vậy vào năm nào thì mỗi người đều không nhất định. Tại sao lại có hiện tượng này? Con người, mỗi người đều có vận mạng. Nhà thì có gia vận, nước thì có quốc vận, thế giới thì có thế vận. Trong Hoằng Cực Kinh nói về thế vận. Hưng và suy đang ở đó tuần hoàn thay thế. Truy cứu nguyên nhân đều không ngoài là vì tất cả chúng sanh tạo nghiệp khác nhau. Thiện nghiệp thì hưng, ác nghiệp thì suy, là đạo lý như vậy. Phật pháp chẳng có hưng suy. Con người tạo thiện nghiệp ưa thích Phật pháp, bởi vì Phật pháp khuyến thiện, nghe được hoan hỷ. Còn người tạo ác nghiệp, nghe đến người khuyến thiện không ưa thích, chán ghét, không thể tiếp nhận, muốn bài xích. Cái nguyên lý hưng suy của thế gian là ở chỗ này. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi, có ai chẳng thọ sự chi phối của nghiệp lực? Có rất nhiều tôn giáo nói rằng tất cả sự khổ vui của nhân gian đều là Thượng Đế an bài cho anh. Vậy thì Thượng Đế quá bất công rồi. Anh đã tạo ra con người, tại sao không ban cho họ niềm vui mà buộc họ phải thọ tội? Điều này là giả không thông. Nếu như quả là Thượng Đế thì là quá tàn khốc, quá đáng sợ. Trong kinh Phật nói về Thượng Đế là nhân từ. Thượng Đế làm gì có thể khiến cho chúng sanh phải thọ tội? Không thể có được. Cho nên Phật pháp nói với chúng ta rất rõ ràng, con người gặp phải gian nan khốn khổ là ác nghiệp tạo nên, tự làm tự chịu. Thượng Đế muốn ban cho anh niềm vui đều chẳng có biện pháp. Tự anh làm việc ác, anh phải thọ ác báo. Cho nên nhà Phật nói về nhân quả báo ứng, đem sự việc này nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Cái vận của chúng ta lên xuống, trạng huống của vận, cái nguyên nhân chung, tức là đạo lý này vậy. Cho nên ngày nay Phật giáo suy tương lai có lúc hưng không, chưa có. Vấn đề này năm trước tôi đã từng hỏi qua Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư nói: thầy yên tâm, có, sẽ có lúc đi lên. Ngài nói có đê trào, có cao trào, tức là nước thủy triều có lúc xuống thấp, có lúc lên cao. Chỉ cần lòng người trong giữa gian nan tai nạn, trải qua những gian nan tai nạn thì họ sẽ phản tỉnh, dần dần họ sẽ hồi đầu.
Đến khi hồi đầu thì Phật pháp sẽ hưng vượng, là sự việc như vậy. Cho nên không thể chỉ nhìn cục bộ ngắn mà nhất định phải nhìn toàn cả cái pháp vận, thì chúng ta sẽ liễu giải vậy. Nhưng mà Phật thường thường tán thán lấy khổ làm thầy, Phật pháp đích thật không đồng ý việc hưởng lạc. Việc hưởng lạc này tức là người hiện nay gọi là sinh hoạt vật chất, ngũ dục lục trần, sinh hoạt vật chất Phật không tán thành. Nguyên nhân tại đâu? Là vì những thứ này rất dễ khiến cho con người mê mất đi tự tánh. Nó giúp cho anh tạo ác nghiệp, anh tự mình đều chẳng hay biết. Đến mai sau ác báo hiện tiền thì hối hận không kịp nữa. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta xem, Ngài xả bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, sống cuộc sống vật chất bần cùng nhất của thế gian. Đây là ý nghĩa gì? Tại sao Ngài phải làm như vậy? Chúng ta phải biết cách làm này là để tránh miễn tất cả ác nghiệp. Cách làm này có khổ hay không? Một tí cũng chẳng khổ. Được đại tự tại, được đại khoái lạc. Niềm khoái lạc tự tại này anh không thể nghĩ ra được, anh có nằm mơ cũng chẳng thấy được. Tại sao vậy? Vì anh chưa từng trải qua. Tại Trung Quốc, anh xem Khổng Lão Phu Tử tán thán học trò của Ngài là nhan hồi. Cuộc sống của nhan hồi cùng với cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật gần như nhau. Anh xem Khổng Lão Phu Tử tán thán nhan hồi, cuộc sống đó của nhan hồi nếu như những người thường chịu đựng, chịu không nổi. Nhưng nhan hồi thì rất vui, từ sáng đến tối cứ mãi cười hì hì, một tơ hào u sầu đều chẳng có. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được thái độ xử thế đối người của Phật Đà. Anh xem Ngài gặp người hòa nhã biết mấy, hoan hỷ biết mấy. Đây là chân lạc. Người thế gian làm gì biết được? Người thế gian là lấy khổ làm vui. Trong cái khổ làm vui, đây gọi là kẻ đáng thương. Cho nên lời dạy của Phật, việc làm của Phật, chúng ta phải để tâm để tư duy, để tâm để thể hội. Đó là chân thật không hư dối. Chúng ta cách nghĩ, cách nhìn, cách làm hoàn toàn đều sai cả. Phật Bồ Tát có thể sẽ phò hộ Trung Quốc không? Có thể, khẳng định là có thể. Tại sao có thể? Vì cái đức của tổ tiên người Trung Quốc.